Assalamualaikum, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của Học Mường 28 TV. Chúc quý vị buổi tối luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Các bạn ơi, hôm nay mình đang ở dưới nhà bếp các bạn ạ. Đấy, đây là nhà bếp của nhà chủ mình đây này các bạn, rộng lắm. Các bạn ơi, nhà chủ mình nhiều camera lắm các bạn ạ. Đấy, thấy chưa, 4 cái camera này. Đấy các bạn thấy không? Nhà bếp rất rộng các bạn ạ. Đấy. Và mình đang chuẩn bị gà để nướng các bạn ạ. Các bạn ơi, lúc đấy có chung điện thoại là bà chủ điện xuống, xong là bà xuống đây này, bọn mình phải lên trên kia nấp cho bà ấy xuống để làm việc đấy. Bây giờ mình mới xuống các bạn ạ. Đây các bạn thấy không, hôm nay nhà mình nướng gà siêu cay các bạn. Đấy, các bạn thấy ngon không? Đây, ướp hết gia vị rồi này các bạn ạ. 6 con gà này, với lại 2 vị đùi này, 2 vị cánh các bạn ạ. Đấy, bây giờ vợ mình chuẩn bị để nướng các bạn ạ. Chào các bạn nhé. Đấy, vợ mình nhé các bạn. Đấy, mỗi lần 4 con ạ. Khi 2 con là nhập. Nhìn ngon không các bạn? Khứa hết rồi, vẫn nhanh chín. Mẻ 4 con các bạn. Này chắc về mấy mẻ? 3 mẻ. 4 mẻ ấy. Đây là bếp than mình chuẩn bị đấy các bạn. Đấy. Đây là ông bạn lái xe này. Chuyên gia nước gà. Nhà mình có 4 người các bạn ạ. 2 lái xe, 2 giúp việc. Lái xe đến đây là chuyên nước gà đấy. Bạn này 2 vợ chồng các bạn ạ. Mình 2 vợ chồng. Này lò nướng này các bạn. Này nướng lâu lắm các bạn ạ. Tầm 3-4 mẻ mới hết các bạn. Đấy, nướng lâu lắm. Nhìn đẹp không các bạn? Đấy, ngon không? Mình chuẩn bị máy quay nha các bạn nhé.
các bạn ơi, nướng mãi bây giờ mới được một mẻ này các bạn này. Đấy, nhìn vàng đẹp chưa? Đấy, còn tiếng được một mẻ này này. Đấy, đẹp chưa? Ngon lắm các bạn ạ. Long lanh chưa? Quá đẹp luôn. Này. Quay mặt kia xem nào, quay mặt kia đây. Ôi trời ơi, nhìn đẹp quá. Đấy các bạn ạ, mãi mới được một mẻ. Các bạn ơi, bây giờ mình lại nướng tiếp mẻ thứ hai này các bạn ơi. Đây. À, nãy mình nướng 4 con rồi, bây giờ nướng 2 con ở giữa này. Đấy đấy, tất cả cánh xung quanh này. Các bạn nhìn đẹp không? Đấy. Gà này, cánh này, đùi này, siêu cay. Các bạn. Đấy. Hôm nãy mình nướng mẻ trước rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ đến anh này là cái gì nhỉ? Tên là cái gì? Đấy các bạn ạ, mẻ hai nhìn vàng đẹp rồi các bạn ạ. Này, lại sắp chín rồi các bạn ơi. Đấy, thấy chưa, nhìn ngon không các bạn ơi. Đấy, ngon. Qua các bạn ạ. Đây, phải lật liên tục rồi. Thực ra nhà này nó cũng mua nhà hàng suốt các bạn ạ, nhưng mà hai anh em lái xe cũng rảnh rỗi với lại nướng củi như này nó mới ngon các bạn. Chứ còn mua nhà hàng thì nhiều khi người ta nướng bằng ga hoặc là bằng cái than kia nó độc hại, cho nên nhà này là cứ hai lái xe lại thỉnh thoảng lại phải nướng như này các bạn ạ. Thịt cừu thì nướng bằng lò tròn, còn thịt gà thì nướng lò này. Đấy, thấy chưa, thì nhà thứ hai này ngon chưa các bạn ơi. Đấy, sắp chín rồi này. Đấy các bạn ơi, mình ở xa như này mà ngửi thấy mùi thơm kít luôn, chắc xung quanh này đã... Đấy, mùi này thì chịu sao được. Cái nướng nhiều nhưng mà chả ăn được mấy đâu các bạn. Thế vậy thôi, nhưng mà nhà này họ cũng ăn ít lắm. Phải ăn được hả? Này một xuống rồi. Cái nó xuống đây xong rồi. Rồi ăn sống luôn. Bỏ nó ăn ra. Đấy, thơm lắm chưa? Bắt thêm các bạn. Đấy, vừa nướng vừa ăn lật gà, vừa ăn dưa các bạn, tráng miệng. Luôn. Thơm nhỉ. Vâng. Đây các bạn ơi, mẻ thứ hai được rồi các bạn ơi. Đấy. Nhìn vàng đẹp chưa các bạn ơi. Đây cho bạn. Cho vào đi làm mẻ thứ ba nữa không là nhà chủ đòi ăn rồi các bạn ạ. Đấy. Thấy chưa? Ở trong điện nhìn sáng đẹp chưa các bạn. Này này. Đó, thấy chưa? Các bạn ơi, đây là mẻ thứ ba này các bạn ơi. Đây mẻ thứ ba này còn toàn đùi là đùi các bạn ạ. Đấy. Thịt ăn tước đấy. Nhìn ngon các bạn đấy. Đùi siêu cay khổng lồ đấy. Đây mình đặt máy quay nhé các bạn ơi. Nóng lắm.
hoặc mừng tivi nhé. Cười. Chào Vân La Vi nhá. Các bạn ơi, đã xong mẻ thứ ba rồi các bạn ơi. Đấy, nhìn thấy ngon không các bạn ơi? Đây, toàn đùi này, đùi này các bạn ơi. Đấy, này nướng ba mẻ các bạn, lâu hết. Đến 2 tiếng đồng hồ đấy nhỉ? Hơn 2 tiếng đồng hồ đấy các bạn ạ. Cho cái xong cái chân ăn đã ủ nóng mang lên cho nhà chủ. Các bạn ơi, đấy, thành quả hôm nay của mình nướng gà đấy các bạn ơi. Đấy, nhà chủ họ ăn xong rồi, bây giờ mới đến lượt mình ăn các bạn ạ. Đấy, đùi gà nhìn ngon không các bạn? Đấy. Đấy. Mình chỗ để đặt máy quay đó các bạn nhé. Cùng thưởng thức cơm cùng với gia đình nhà mình nhé các bạn nhé. Đây, đùi gà nhìn ngon không các bạn? Đây. Chào các bạn nha. Mời các bạn và cả nhà ăn cơm cùng với trong nhà ăn cơm nha. Chơi luôn đùi gà chứ. Cay. Cay à? Toàn đùi cay thôi. Đùi cay à? Không có đùi không cay à? Đấy các bạn ơi, mình thử luôn nhé các bạn nhé. Ngon lắm các bạn ạ. Cái này nhìn ngon lắm các bạn. Ngon lắm. Cái này là phải có tí bia hoặc tí rượu các bạn ạ. Không còn lấy Pepsi. Ở bên này thì rượu bia họ cấm tuyệt đối các bạn ạ, cho nên là không có rượu bia. Đấy, hai vợ chồng chỉ có ăn cơm thịt gà như này thôi. Bên này vẫn có rượu các bạn, nhưng mà đắt lắm. Lại rượu họ nấu nó không đảm bảo, cho nên là mình không có uống. Thứ hai nữa, mình xe cộ bên này, mình muốn cho nó an toàn, với lại công việc nó ổn định thì mình không nên uống rượu các bạn ạ. Mình nên khuyên các bạn là không nên uống rượu bên này, bởi vì ngon lắm, không cay. Lúc sáng cho mình thử ăn cay ấy. Hôm nay ăn đùi không cay đâu. Nói chung là trước mình sang 2 năm không có rượu chè thì các bạn, nhưng mà về lại không tăng thôi. Đợt này cũng chuẩn bị 2 năm rồi các bạn. Mời các bạn nhé, ăn cơm cùng với gia đình mình nhé. Cơm Việt Nam các bạn không? Đó. Hôm nay nấu cơm kiểu Việt Nam ấy, không phải là kiểu nước bên này đâu. Chỉ có mỗi nướng thịt gà kiểu nước bên này thôi. Ok.
có gì cay hết. Đùi hôm nay anh mua không có đùi nào cay. Đây là cái cánh. Không. Cánh nó có ướp đâu. Em ướp mà em cho tiêu. Chắc thế. Nếu tụi hồi về tắm rửa thì họ ăn xong bây giờ mình mang các bạn cho nên họ cũng đói rồi. Đói thì ăn ngon lắm. Cho xuống dưới, cho xuống dưới. Ăn đi, ăn lại rồi. Ngày ngon nên nhà chủ họ ăn mạnh lắm các bạn ạ. Bạc phần dưới. Rau sống đây, thả lách cho bên này đây các bạn. Đây, rau sống. Thả lách mới đây hả? Còn hai chai nước em cũng quên khổ hoa chứ. Như vậy á? Ừ. Ăn đi. Chắc cái này mới cay này là bạc cánh này. Cái cay. Cái này ăn cái đùi nó cay ấy. Không, cái này không cay. Ừ. Chắc cái này, cái bản đùi nó cay này đấy. Ngon lắm nhỉ, lâu rồi không nhớ, không ăn được. Một tháng à? Từ hôm nướng giờ một tháng à? Cái này cay, ngon lắm, cay mới ngon lắm. Dạ. Thôi mình lấy ớt cho, à cho hết đủ đồ ngon rồi. Nó bệt nó cay rồi thì ăn được cho nhiều ớt cũng tốt. Phần câu mùi nó để mai hay không? Chăn được rồi. Yeah. Các bạn ơi, có lẽ mình dừng video này ở đây nhé các bạn nhé. Chúc các bạn buổi tối luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau nhé. Các bạn thấy video mình hay nhớ like, comment và
đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn nhé, để mình có động lực làm video tiếp theo nhá. Bye bye, chào các bạn nhá. Bye các bạn nhá. Masala, masala.